Nhớ lại lúc trước tao kết bạn với tụi mày, tao hối hận quá. Tụi mày á đúng là một lũ kinh tởm. Bốn đứa lưu manh đánh một người lương thiện như mình chứ. Mà mắc cười nhất á là cái người lương thiện này nè từng là bạn thân của bốn đứa lưu manh kia đó. Được, tắt đi. Cưng quả là anh hùng. Tắt đi. Cưng tưởng á, tát cưng một cái như vậy là quề được hả? Đâu có dễ dàng như vậy được. Đã nói là có dây thì phải có trả, mà có trả thì phải có lời. Lúc nãy nó tát xong là quề mà, sao giờ lại nuốt lời vậy? Ai nuốt lời hồi nào? Vẫn tát. Vậy tát đi. Cưng bị tát á, mà sao nôn nóng quá vậy? Bây giờ cưng chạy về kêu nhỏ bán sách đó tới đây luôn. Để làm gì? Chúng thì có liên quan người tới chuyện này. Sao không liên quan? Vì nó mà cưng tát em một cái. Bây giờ em muốn cưng kêu nó tới đây, hai người quỳ xuống, em tát nó một cái, em tát cưng một cái. Ít ra phải vậy mới vui chứ. Sao cưng còn đứng đó? Vậy kêu con Trúc ra đây đi chứ. Sao rồi? Tụi con Diệp muốn Trúc phải tới chỗ đó. Để làm gì? Để con Diệp nó tát vô mặt Trúc. Nó nói vậy hả? Ừ. Cái con quỷ cái, tụi tát vô mặt nó bây giờ. Nó bảo nếu Trúc quỳ xuống cho nó tát thì nó quỳ tụi mình luôn, không tới quậy tụi mình nữa. Còn nếu không á, tụi nó cứ tới quậy tụi mình hoài luôn. Trúc tính đi. Tụi bay ngoan vậy là tốt á. Hai đứa mày quỳ cũng đẹp lắm á chứ. Đẹp gái quá. Sắp được tán vô hai cái bản mặt đáng ghét nè. Tát đứa nào trước đi ta? Tát con nhỏ này trước đi. Tát nam trước kìa. Nên tao sẽ tát con nhỏ bán sách này trước. Và thằng nam tao tính sao? Không, không đời nào. Tụi mày có thể sỉ nhục tao, nhưng đừng đụng tới Trúc. Và cũng không có chuyện Trúc sẽ quỳ xuống trước mặt tụi mày đâu. Tụi mày đi quá trớn rồi đó. Ê, mày bỏ đi dễ dàng vậy sao? Nhớ lại lúc trước tao kết bạn với tụi mày, tao hối hận quá. Tụi mày á đúng là một lũ kinh tởm. Thằng khốn, mày láo hả mày? Đập nó cho tao. Mày, mày láo hả? Lũ chó. Mày kêu ba chó hả mày? Mày hả? Lũ chó. Muốn tao ra. Mày hả? Thằng khốn. Thằng này hả? Càng ngày càng láo. Mày giống tao. Một lũ hèn. Mày hả mày? Cho mày chết nè. Cho mày chết. Đúng rồi. Một lũ hèn. Cưng gan thấy ớn luôn á. Cưng chửi ai kinh tởm hả? Cưng nhổ nước bọt vô mặt ai vậy? Cưng nhìn lại cưng đi. Bây giờ mặc quần áo lâu ngày không ủi bèo nhèo, không tiền bạc, không điện thoại, đi xe đạp, ngồi bán sách lề đường. Toàn bộ trên người của cưng á không còn chút giá trị gì trơn á. Cưng nghèo mạt hạng rồi. Cưng còn dám lên mặt dạy đời tụi này hả? Đừng có đụng vào tao. Đụng vào người cưng á bẩn tay lắm. Vui vậy đủ rồi, đi. Tha cho nó dễ dàng vậy sao? Ờ, sao dễ vậy được? Đập xe nó cho tao. Mày đập xe nó đi. Cho mày trường cái toàn bộ luôn cho tao. Mày cho cướp bắt tao. Mày hả? Cho mày đi luôn nè. Mày giỡn mặt hả? Chết à. Đi đi. Đi. Khi nào mà thấy hứng, tụi tao sẽ ghé thăm tụi mày. Mày có chừng nha mày. Trừ khi tụi mày nghỉ bán sách và mày cút đi con này luôn. Trời ơi, cưng nói gì ác quá vậy. Không có được nói Bảo Nam như vậy nha. Trời ơi, bây giờ cưng cứ bám vào con Trúc với mấy cuốn sách cũ ở lề đường để kiếm sống. Nói như vậy chẳng khác nào á bích cửa sống của cưng, phải không? Phải không? Em thì đâu có nỡ làm vậy. Mà cưng làm em thấy thích rồi đó nha. Em vui rồi đó. Như vậy đủ rồi. Đi. Tụi mày biến đi. Lũ khốn nạn. Tụi này đi trước nha. Ở lại nha cưng. Tạm biệt cưng nha. À quên nữa, cho em gửi lời thăm con nhỏ bán sách cũ nha. Nhắn với nó là cưng với nó mà còn ở Sài Gòn này bán sách là em tới em quậy đó. Mày tưởng tụi tao sợ tụi mày hả? Chưa biết ai sợ ai.
Bye bye. Biến hết đi. Bye bye. Lũ khốn nạn. Lũ khốn kiếp. Công nhận đánh nó đã thiệt. Giờ đi đâu đây? Giờ đi đâu đây? Đi bơi đi, nóng quá à. Quyết định vậy đi. Trời ơi, đi bơi hoài à. Ủa, sở thích của tao là đi bơi, shopping, đánh bài. Bây giờ không đi bơi thì shopping hay đánh bài, mày chọn đi. Thôi thôi thôi, đi bơi đi. Chùm sò quá à, sợ tốn tiền phải không? Thương hiểu anh quá mà. Mười lăm ngàn. Con gửi chú. Cảm ơn cô. Trời, anh bị đánh hả? Tụi nó vừa đánh tôi, vừa phá xe tôi. Nào mà nè, 200 ngàn còn nguyên nè, trả trúc đó. Tụi nó đánh anh, phá xe của anh, mà cũng trả tiền cà phê cho anh luôn hả? Bởi vì có hẹn ra quán cà phê đâu, mà hẹn ra công viên. Hèn chị tôi thắc mắc, sao xe của anh bị hư? Ủa, vậy là lo cho cái xe chứ đâu có lo cho tôi đúng không? Khùng quá à. Tôi thắc mắc là nếu mà anh vô quán cà phê thì anh phải gửi xe đúng không? Chứ không lẽ tụi nó đánh anh xong đi ra bãi giữ xe phá xe của anh? Tôi thắc mắc vậy đó. Vậy mà tôi cứ tưởng cô lo cho cái xe hơn lo cho tôi chứ. Tôi lo cho anh mà không bao giờ thấy anh nghĩ tốt về tôi đó. Biết vậy tôi không nói nữa. Thôi giỡn mà, xin lỗi. Tha cho anh đó. Bị đánh ở đâu không? Mặt bầm hết trơn à. Thì cũng hơi ê ê thôi. Mà hèn dễ sợ. Bốn đứa lưu manh đánh một người lương thiện như mình chứ. Mà mắc cười nhất á là cái người lương thiện này nè từng là bạn thân của bốn đứa lưu manh kia đó. Ê, thấy người ta sắp chết rồi rút ráng đạp thêm cho một thú chết luôn đúng không? Có cần đi bác sĩ hay uống thuốc gì không? Thôi không cần đâu. Nhưng mà nếu đau quá phải đi bác sĩ đó. Tôi nói không cần mà. À mà Trúc mang cái xe đi sửa giùm tôi nha. Cái xe để sau. Còn bây giờ anh kể tôi nghe, anh gặp tụi Diệp sao? À, lúc đầu á thì tôi hẹn nó ra quán cà phê mà con Diệp không có chịu, lại hẹn ra công viên. Tôi thắc mắc, tôi nghĩ ủa tại sao lại hẹn ra công viên. Quá ra hẹn ra công viên mới dễ đánh lộn.